Thưa quý vị khán giả, Phạm Hy là một anh chàng cực kỳ hoạt ngôn, lanh lẹ và cũng có khả năng nói giọng địa phương rất là tài tình nữa. Trong khi đó, Hoàng Giang thì lại là một anh chàng sở hữu nét hài có phần trầm tĩnh, đặc biệt là vô cùng sáng sân khấu. Sự kết hợp này sẽ ra sao? Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Rồi. Chết con thỏ. À, một con heo rừng. Lần này, ủa sao nó chạy luôn vậy? Từ sáng cho tới bây giờ, hèn chi tụi bạn nó cứ kêu mình bỏ nghề. Bây giờ mà đổi cái nghề này làm cái gì đây ta? Đúng rồi, mình sẽ tìm Trầm Hương để làm giàu. Mà Trầm Hương bán được tiền tỷ. Tại sao nó lại bán được tiền tỷ? Alo. À, chị Diệt Hương hả? Chị Diệt Hương. Dạ, em Giang nè chị. Dạ em phải Trường Giang. Dạ anh Trường Giang anh ngồi dưới á, anh chấm thi. Còn em là thí sinh Hoàng Giang. Dạ. Dạ. Chị đang diễn hả chị? Chị cho em hỏi một câu thôi nha chị. Dạ dạ dạ. Chị tên Diệt Hương vậy chị có biết Trầm Hương là cái gì không? Dạ. À. Thôi thôi. Thôi thôi. Làm con hết hồn hà. Ý, bác thợ săn. Đứng lại. Dạ. Ai đây? Trời đất ơi, bác nhìn con vậy bác không nhận ra con sao? Nè, để con xoay một vòng bác nhận ra con liền. À, nhận ra rồi đúng không? Cô tiên xanh. Dạ. Hả? Gì? Gì mà tự nhiên cô tiên xanh? Không phải, con xin tự giới thiệu, con chính là cô bé Hoàng Khăn Chống Nắng. À, thôi lộn quên. Con chính là cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Mù màu. Sao mù màu? Trời đất ơi, bác nói vậy là bác không nhớ rồi. Cái lúc mà con nằm ở trong bụng của con sói đó, trước khi bác tới cứu hai bà cháu con á, là cái men tiêu hóa của con sói làm cho con từ màu đỏ biến sang màu xanh luôn. Được luôn hả? Dạ. Ý, à bác, con nói bác nghe nè. Bác qua bà đây coi. Bác làm gì vậy? Trời đất ơi, con dặn hoài bác đừng có vô rừng bắn chim rồi. Các bạn thú ở trong rừng này á, ai cũng dễ thương, ai cũng đáng được sống và được yêu thương. Bác bắn vậy nè. Bây giờ bác muốn bắn đúng không? Bác cứ bắn con đi. Thiệt, con nói thiệt, bác bắn con đi, bác chiếm lấy con á. Bác bắn con đi. Bây giờ con bác bắn con đi bác. Thôi. Bác chiếm lấy con đời. Bác chiếm lấy con đời. Tao bắn á. Khăn đỏ nói giỡn mà bác thợ săn rồi bắn khăn đỏ thiệt nè. Làm sao mà khăn đỏ chịu nổi với súng của bác thợ săn đây. Không nín gì hết trơn thì bắn tao rồi nín gì. Khóc, tao bị bắn á. Con nín rồi. Ê, đúng rồi con. Bác hỏi con nè. Dạ. Ở trong khu rừng này quá. Dạ. Chỗ nào có Trầm Hương? Trầm Hương? Trời đất ơi, bác hỏi Trầm Hương hả? Ờ, con đâu biết đâu. Vậy ai biết? Trời đất ơi, bác biết không? Cái chuyện mà Trầm Hương đó là cái chuyện cơ mật của khu rừng. Đâu có phải ai cũng biết được. Cái đó là chỉ có những người nhiều chuyện nhất cái khu rừng này người ta mới biết. Vậy ai là người nhiều chuyện nhất? Sao bác hỏi con? Trời đất ơi, con đâu có nhiều chuyện đâu con biết. Con là tuổi ăn tuổi học, con lo suốt ngày cũng đi học thôi. Chứ đâu có rảnh rỗi mà ở không mà không chuyện tay giống như nhà bà Bảy đâu. Vậy bà là người nhiều chuyện nhất. Trời ơi, con không biết bà có nhiều chuyện hay không nha. Mà bà Bảy hả, bà đi tới đâu là người ta né bà tới đó. Tôi nói mà thú trong cái rừng này nó qua bên cái rừng khác nó ở luôn. Không, mà tính ra nói đi cũng phải nói lại. Bà Bảy bà không nhiều chuyện bằng bà Tám. Vậy dạ. Ai là người nhiều chuyện nhất? Trời, bà Tám cái chuyện bà Sáu mới đi sửa mũi, sửa mắt, sửa miệng, độn cầm vậy đó thì kệ người ta. Cái quyền đó là quyền cá nhân của bà Sáu. Vậy mà bà Tám nói gì để bà Sáu hả? Hẹn nhau ra phố đi bộ những người đánh lộn một trận luôn. Thiệt. Trời đất ơi, hãy chung hết đầu bà chính đứng đó bà thấy hết tất cả mọi cái. Mà bà không can, bà đứng bất cười. Trời ơi, cứ bất cười không lát. Bà cứ có nhiều chuyện. Bà gái ăn ở vô kia, không có ghẹt không.
Trời ơi. 30 hả? Cô nói thiệt cái trò cái miệng mày lúc nào cũng Nam mô vậy bả với bà chính là một cặp bài trùng. Cô nói hả? Có gì Thu Trang cộng chị Diệp Hương cãi lộn không bằng bả luôn. Thiệt. Trời đất ơi, tôi nói hả? Trời ơi, trong cái rừng này ai cũng nhiều chuyện hết trơn hết trời á. Ý con muốn nói là thông qua câu chuyện vừa rồi con mới kể, con mới là người nhiều chuyện nhất. Vậy con biết Trầm Hương ở đâu? À đúng rồi. Ê. Ê. Sai. Đi con. Đi đâu? Đi tìm gỗ Trầm Hương. Trời ơi, bác biết ở đâu mà tìm. Dạ. Thôi. Nãy giờ con giỡn với bác vậy thôi. Bây giờ bác mà làm cho con vui đi, con sẽ chỉ gỗ Trầm Hương cho bác. Giờ bác làm sao cho con vui đây? Bác làm anh Trường Giang đi. Bác làm anh Trường Giang? Dạ. Bác làm con vui con mới chỉ nha. Con, bây giờ con đứng lên con chạy đi con. Chạy chi? Chạy. Chạy chi? Chạy gì nữa hả? Ừ, nhảy lên. Con gì chi mấy bác? Nhảy lên. Đứng ra. Tất cả đều bị bắt phải. Rồi thôi, nghỉ luôn đi bác ơi. Trời ơi con, bây giờ ta không còn thời gian nữa. Trời đất con ơi. Chỉ bác đi. Bác dễ thương quá, giỡn với bác vui quá. Thôi bây giờ con chỉ cho bác. Con có cất một cái khúc gỗ Trầm Hương. Bán được nhiều tiền lắm luôn nha. Bác đi vô trong để bác lấy đời. Dạ. Dạ coi như con trả ơn cho bác đó. Dễ thương quá. Dạ, bây giờ bác làm gì? Ê, thôi được rồi, bỏ đi bác, thúi quá. Thúi, ok fine. Dạ. Bây giờ bác vô bác lấy hết thúi. Dạ bác đi. Ý, con, cái ụ sao này bác? Phải không? Cái ụ này đúng không? Có chưa? Đúng không? Bác đứng xa còn 1m50 bác. Sao nó sao? Đó, bác, bây giờ vậy? Bác lắc lên, cái gỗ Trầm Hương nó mới rớt ra. Dạ, bác lắc mạnh lên. Lắc điên cuồng cho bác. Mạnh lên, mạnh hơn nữa bác. Đó, ra rồi đó bác. Ây da. Trời, thằng đó. Con quỷ giả sò. Bác bị sao vậy? Ông. Lu ba cầm, ây da. Chi? Đáng đời cái tội tham lam, dám vào rừng phá hoại hả? Xin cảm ơn cô bé quàng khăn chống nắng Phạm Hy và bác thợ săn Hoàng Giang và các vị huấn luyện viên à. Nhận xét như thế nào về phần thi đấu này ạ? Khi các bạn diễn hài mà các bạn nhả chữ không tốt á, là cái miếng hài nó sẽ bị trôi tuột nhưng mà nó không hấp dẫn. Thứ hai là Phạm Hy hôm nay mặc bộ đồ này á, lúc mà tập đường dây á, em không mặc đồ cho anh coi. Bộ đồ này không có đẹp, nó không có dễ thương. Và khi bước lên sân khấu á, người ta sẽ không có thiện cảm. Và khi mà người ta không có thiện cảm á, là rất là bất lợi trong lúc mình diễn hài. Còn về Hoàng Giang á, thực sự mà nói là cái tố chất để em diễn hài á, là em rất là ít. Do đó là em lên em làm cái gì đó mà nó hơi, nó không phải là cuộc đời, tự nhiên em thấy em ngượng. Anh đã nói là em ra em cầm cái súng em nhắm bắn là phải over lên. Nó không phải như ông thợ săn mà các em trong tưởng tượng ngoài đời. Nó phải khác, cái hài nó phải thoải mái hơn nữa. Em đang rất là sợ những cái việc cường điệu đó. Nhưng mà cái cường điệu đó cần thiết cho cái hài. Hiện nay là em bị chính kịch. Nó quá nghiêm túc. Phạm Hy thì chính vì cái lợi khẩu của em mà đó cũng là một cái điểm yếu của em. Em phải chú ý. Diễn hài, nhả chữ phải thật tốt. Làm sao người ta nghe trọn từng từ một. Mất một từ, mất áp phê. Hôm nay rồi mất rất nhiều từ. Nuốt chữ tùm lum. Nhưng dù sao nó cũng có mấy chỗ các bạn cũng làm tốt. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta phải lựa chọn Phạm Hy hay Hoàng Giang sẽ là người ở lại cùng đấu trường Tiểu Lâm. Bây giờ anh hỏi ngược lại, hay Hoàng Giang, em có nghĩ là anh sẽ chọn em không? Dạ. Ồ, tại sao? Dạ tại vì trong phần thi của em với anh Hy á, thì em làm không tốt. Và anh Hy chỉ em rất là nhiều trong cái phần tập luyện. Anh Hy chỉ em thế nào là mảng miếng rồi tập tiết tấu hài quăng bắt này nọ. Thì cái phần thi em cảm thấy mình làm không tốt, chưa được tự nhiên lắm. Anh thấy là em làm chưa tốt. Dạ. Rồi. Hy. Dạ. Em nghĩ là em xứng đáng để anh chọn em. Dạ, nếu mà em nói thiệt á, thì nếu mà so giữa em với bạn Giang thì em nghĩ là em xứng đáng hơn. Hoàng Giang thì nghĩ rằng anh sẽ không chọn em.
Còn Phạm Huy là nghĩ rằng trong hai người thì Phạm Huy xứng đáng hơn. Anh đồng ý ý kiến của cả hai. Tuy nhiên, anh không chọn hai đứa vào vòng trong, bởi vì so với những cái thí sinh khác trong đội của anh, các bạn kém hơn. Rồi, đừng buồn ha.